Với cái đầu nhiệm kỳ như vậy thì cái nhiệm vụ quá hạn của chính phủ, thủ tướng phủ giao cho bộ ngành địa phương là chiếm 25,2%. Như vậy thì có thể nói là từ tháng 4 2016 đến nay thì chính phủ thủ tướng đã giao cho các bộ ngành địa phương, các tập đoàn tổng ty nhà nước là 65.595 nhiệm vụ đã hoàn thành.